Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị và các bạn, bàn thờ gia tiên là nơi cần chú ý đặc biệt đến việc giữ gìn vệ sinh, vì đây là nơi linh thiêng thờ cúng tổ tiên, ông bà của gia đình. Hàng tháng vào mùng 1 hoặc hôm rằm, các bạn nên nhớ vệ sinh ban thờ cho tươm tất, sạch sẽ để bề trên hài lòng, phù hộ cho gia chủ những điều tốt đẹp. Hôm nay Phú Quý Tài Lộc xin được chia sẻ với quý khán giả những việc nên làm khi dọn bàn thờ sẽ được tổ tiên phù hộ hết sức linh nghiệm. Xin mời các bạn theo dõi video ngay sau đây. 1. Tắm rửa sạch sẽ trước khi dọn bàn thờ. Theo người xưa dạy, trước khi dọn bàn thờ cần phải tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị dĩa hoa quả lên, sau đó thắp một nén hương thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngày hôm nay sẽ thu dọn ban thờ, mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc. Sau đó gia chủ chuẩn bị một chiếc bàn bên trên trải vải hoặc giấy đỏ để đặt bài vị. Nếu bàn thờ có đặt chung bài vị gia tiên với các thần thì phải để ra hai chỗ khác nhau, tuyệt đối không được lẫn lộn. Đợi sau khi hương cháy hết rồi mới bắt đầu công việc. 2. Chú ý cách lau, rửa bài vị. Khi lau rửa bài vị của tổ tiên thì phải dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh. Nếu có bài vị của thần Phật thì trong khi làm vệ sinh phải lau trước, sau đó thay nước mới để lau bài vị của tổ tiên. Tuyệt đối không lau bài vị của tổ tiên trước. Trong quan niệm từ xưa, nếu không làm đúng thứ tự như vậy là bất kính, mạo phạm với thần Phật. 3. Là dọn bát hương. Sau khi lau dọn bài vị xong mới đến phần dọn bát hương. Công việc này cũng rất quan trọng. Gia chủ có thể lấy thìa sạch xúc bớt cho trong bát hương để bỏ đi. Lưu ý cần giữ lại một ít cho cũ và vài chân nhang số lẻ trong bát hương. Theo quan điểm của người xưa, bỏ hết cho và chân nhang sẽ gây hao tài tán lộc của gia chủ. Khi rút tỉa chân nhang cuối năm, gia chủ nên giữ lại 7, 17, 27, 37 chân nhang nếu trẻ chủ chính là nam nhân. Giữ lại 9, 19, 29, 39 chân nhang nếu trẻ chủ chính là nữ nhân. Đến khi bát hương khô ráo, nếu là bát hương thờ thần Phật thì dùng 7 tờ tiền vàng. Bát hương của tổ tiên thì dùng 3 tờ tiền vàng đốt hơ quanh, cháy một nửa thì bỏ vào trong. Đợi tiền vàng cháy hết thì đổ cho vào một lần. Như vậy gọi là ra nhỏ vào lớn. Ý hiểu là tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt. Nếu lúc đầu đổ ra hết, sau đó múc từng ít một vào thì gọi là vào nhỏ ra lớn. Tức là tiền ra thì nhiều, tiền vào thì ít. Có nhiều người đem cho bát hương cũ đổ ra sông, thay vào bát hương cho mới. Nhưng người xưa thì lọc phần cho cũ, lọc xong thì lại đổ vào bát hương chứ không đổ đi. Việc lọc cho cũng phải bắt đầu từ bát hương thờ thần Phật. Lưu ý trong nhà, bát hương luôn an vị, không được xê dịch dù chỉ một chút. Vì vậy khi bao trái, mọi người nên lấy một tay giữ yên bát hương, một tay cầm khăn sạch lau quanh bát hương, lau từ vòng lưỡng long chầu nguyệt lau ra. 4. Không nên bao trái bàn thờ liên tục. Các nhà tâm linh cho rằng khoảng 2 đến 3 tháng hãy bao trái bàn thờ một lần. Không lau dọn thường xuyên vì khu vực đặt bát hương rất cần tụ khí. Nếu động chạm liên tục cũng không tốt cho mặt tâm linh. Còn bình thường khi thắp hương chỉ nên lau cho sạch sẽ, không để bụi bẩn hay mạng nhện dính ở đó. Theo nhà nghiên cứu Phật học Nguyễn Mạnh Cường, có người bảo việc bát hương đầy chặt dân hương sẽ mang lại tài lộc cho gia chủ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng phải bao trái sạch sẽ, rút sạch chân hương để bát hương quang quẻ, không che mắt thần linh, gia tiên mới phù hộ được cho con cháu. Các chuyên gia tâm linh cho rằng việc tỉa chân hương có thể làm vào dịp cuối tháng để bàn thờ luôn sạch sẽ, sáng sủa và tránh được hỏa hoạn. 5.
chú ý đặt bài vị về đúng chỗ. Sau khi lau rửa bài vị thần Phật và tổ tiên sạch sẽ đặt lại chỗ cũ, và công đoạn này cũng khá phức tạp. Đầu tiên cần chuẩn bị một chiếc lò nhỏ, trong có đốt than hoa. Đốt tiếp 7 tờ tiền vàng, làm sạch vị trí muốn đặt tượng, bài vị thần Phật và bát hương. Sau đó mới đặt các đồ vào vị trí cố định. Sau khi đặt xong thì đốt 12 cây hương cắm theo thứ tự thời gian như cây thứ nhất nằm ở vị trí 10 giờ. Khi cắm thì đọc thiên niên thị hảo niên, tức là mỗi năm đều là năm tốt. Cây thứ hai cắm ở vị trí 2 giờ. Khi cắm thì đọc nguyệt nguyệt thị hảo nguyệt, tức là mỗi tháng đều là tháng tốt. Cây thứ ba cắm ở vị trí 3 giờ. Khi cắm thì đọc nhật nhật thị hảo nhật, tức là mỗi ngày đều là ngày tốt. Cây thứ tư cắm ở vị trí 4 giờ. Khi cắm thì đọc thời thời vị hảo thời, tức là mỗi thời đều là giờ tốt. Cứ như vậy sẽ đến thời điểm vị trí 12 giờ, các vị trí bài vị, bát hương của tổ tiên và bà tổ cô cũng làm như vậy. Bạn cũng có thể thay việc đốt 12 nén hương bằng việc đốt 3 nén hương và mời tổ tiên cùng thần linh về quy tụ sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ xong. Vâng thưa quý vị, bên cạnh những việc nên làm trong khi lau dọn ban thờ, bạn cũng nên chú ý tới cả việc cần kiêng kỵ. Tuyệt đối không được làm trong khi dọn ban thờ để tránh ảnh hưởng đến phong thủy, vô tình rước xui xẻo vào nhà. Phần tiếp theo ngay sau đây, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ với các bạn những điều cấm kỵ khi lau dọn bàn thờ gia tiên. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Di chuyển bát hương một cách tùy tiện. Việc quét dọn xung quanh bát hương sạch sẽ cần tránh tác động di chuyển bát hương, vì đó là hiện thân hóa cho những người đã mất, những người mà ta tôn thờ, cung kính. Động bát hương hay di chuyển bát hương nghĩa là làm kinh động đến các vị thần, các bậc tổ tiên, đem lại điểm không may cho gia chủ và gia đình. Người xưa quan điểm rằng nếu di chuyển bát hương thờ cúng quá nhiều sẽ dễ chuyển sang hướng xấu, gây xui xẻo cho gia chủ. Điều này có nghĩa là lòng thành của gia chủ sẽ không được thần linh chứng giám, gây những điều thiếu may mắn và ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ. Vì vậy khi lau dọn bàn thờ, gia chủ chỉ nên bao trái bát hương sạch sẽ, không nên tự ý động chạm hoặc di chuyển. Thứ hai là sắp xếp đồ thờ thần Phật, thần linh, gia tiên không đúng vị trí. Trước khi mang đồ thờ xuống cõi rửa, thì gia chủ hãy nhớ thật kỹ vị trí để sau đó sắp xếp lại cho đúng nhé. Việc để các đồ thờ cúng sai vị trí có thể ảnh hưởng trực tiếp đến may mắn và tài lộc của gia đình. Đối với cho, bát hương cũ hoặc các vật phẩm đồ thờ cũ khi muốn thay mới, thì gia chủ phải đem đi hóa hoặc thả xuống ao hồ, nơi thoáng mát, sạch sẽ. Với bàn thờ cũ thì nên đi hóa, chứ không nên để nguyên và vứt linh tinh, vừa phạm đại kỵ, vừa ô nhiễm môi trường. Đồ thờ cúng trên bàn thờ gia tiên là những vật linh thiêng, thể hiện sự trang nghiêm, kính trọng của con cháu đối với tổ tiên ông bà đã khuất. Nên theo quan điểm dân gian, nếu không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp chuyện không may mắn, thậm chí là tai họa vì thiếu đi sự tôn trọng với người đã khuất. Vị trí bên trái bàn thờ được xem là vị trí quyết định tài vận và hòa khí gia đình theo phong thủy. Vì vậy, nếu gia chủ để nơi này bừa bộn hay để những vật không cần thiết ở đây thì gây ra vợ chồng thường xuyên trục trặc, bất hòa, làm mãi vẫn không khá lên được. Không chỉ chú ý việc chăm chút cho bàn thờ, mà cả dưới bàn thờ gia tiên, gia chủ cũng cần lưu ý không được đặt đồ đạc ở đây. Bên dưới bàn thờ gia tiên cũng cần được giữ thông thoáng, sạch sẽ và tuyệt đối không được đặt bể cá ở đây nếu không muốn tài sản hao hụt, sức khỏe đi xuống. Thứ ba đó là không lau dọn bàn thờ vào những ngày cấm kỵ. Người xưa kiêng không lau dọn bàn thờ vào 3 ngày âm lịch đầu tháng và 3 ngày 14, 15, 16. Vì theo quan niệm đầu tháng mà lau dọn bàn thờ là tán lộc, tán tài. Còn 3 ngày 14, 15, 16 là 3 ngày vượng âm trong tháng
cũng không nên lau dọn bàn thờ. Thay vì thế, bạn có thể lựa chọn lau dọn bàn thờ vào những ngày cuối tháng, chuẩn bị trước cho việc thắp hương, lễ gia tiên vào ngày mùng 1 bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những việc bạn nên làm khi lau dọn bàn thờ linh nghiệm để được tổ tiên phù hộ cho gia đạo thêm phần sung túc. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý thêm những việc cấm kỵ không được làm. Nếu bạn đã và đang mắc phải một trong những điều tối kỵ đó, thì cần thay đổi ngay lập tức, tránh xui xẻo cho gia đạo. Video của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.